Tấn Tài Xỉu chia sẻ với anh em là hột qua lạc hoàn toàn là không tan. Anh em lắc lâm bông hột lên nó sẽ đi xỉu. Ví dụ đang là xỉu này, anh em chỉ cần sàng nhẹ cái đĩa này, anh em cầm sàng nhẹ cái đấy, sàng cho khẩu lúc là qua tài. Đó, anh em hột này thì hoàn toàn là bao cho anh em là không có tang tích gì luôn nhé, không có tang tích gì luôn cả nhé. Anh em cứ lắc lâm bông lên thì nó sẽ là xỉu. Đấy, lắc lâm bông lên, anh em lắc lâm bông hột lên nó sẽ là xỉu. Anh em sàng nhẹ cái thôi là qua tài. Anh em nhìn qua, sàng nhẹ thôi, sàng mạnh quá thì nó quay lại phải trở về. Đấy, anh em lắc 85% là xỉu này. Anh em sàng nhẹ cái là qua tài. Sàng qua tài.